Ơi, shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nhá. Hôm nay thì mình có một cái sản phẩm hoàn toàn mới luôn, dành cho tất cả các cái dòng xe chúng ta đều có thể gắn được cái sản phẩm này. Các dòng xe của Honda đều gắn được hết nha anh em. Thì đó là cái bộ ốc của bắt gác chân trước nha anh em. Đấy, ốc bắt gác chân trước. Thì đây là bộ ốc dành cho các cái dòng xe Honda như là Dreamway, Future nha. Các cái dòng đời đầu hay đời cao nó đều gắn được hết. Đó. Thì nếu mà anh em chúng ta sử dụng xe thì anh em biết rồi đấy. Thì con ốc gác chân này này thường là nó có một cái nhiều anh em bị, đó là thường anh em hay bị rớt mất ha. Và khi bị rớt mất thì thường các tiệm sửa xe sẽ lấy con ốc 13 bỏ vô cho anh em. Con ốc số 13 nha, con ốc cái đầu nó là đầu típ 13. Thì việc bỏ vô như vậy á thì nó vẫn sử dụng bình thường thôi anh em, nhưng mà khi mà anh em chúng ta sửa chữa gì á, đặc biệt là anh em tháo bô hoặc là tháo những cái chi tiết máy ra thì rất là mất công, là mình tháo gác chân này kia. Thì chúng ta sửa thì cái con ốc này này nó là con ốc 13, nó nhất là nó không đúng với cái xe của mình. Thứ hai là chúng ta sửa chữa nó rất là mất công ha. Nhiều anh em thì thường là nhà anh em chỉ có đầu típ, những cái đầu típ cơ bản như là 8, 10, 12, 14, 17 đó. Thì cái việc mà típ 13 nó lòi đâu ra một con như vậy rất là khó chịu ha. Đây, thì hôm nay mình giới thiệu anh em cái con ốc gác chân nha. Bộ ốc này gồm 4 con. Thì ở trong con ốc này nha là nó sẽ có cái lồng đèn phía dưới luôn. Đó, có một cái lồng đèn phía dưới luôn để chúng ta nó giữ chắc hơn con ốc nha. Đó, anh em thấy không? Đấy. Và con ốc này là đầu nó được xi nha, xi 7 màu luôn. Đấy, xi 7 màu đúng chuẩn Honda luôn, rất là đẹp nha anh em. Để mình quay nó hơi sáng anh em ạ. Quay. Đó. Tối tối này như vậy thì anh em sẽ thấy nó 7 màu rất là đẹp nha. Đó. Rất là đẹp luôn em, rất tuyệt vời luôn. Thì con ốc này anh em về là chúng ta sử dụng thôi, không cần phải làm gì hết. Và con ốc này mới 100% chưa qua sử dụng. Nó một bộ gồm có 4 con và 4 lồng đèn nha. 4 lồng đèn thì con lồng đèn nó sẽ dính chặt ở trong này luôn để cho anh em chúng ta sử dụng rất là ngon. Đặc biệt con này anh em, đầu là dầu số 0, đầu zin. Ốc chuẩn 12 nha anh em nha. Ốc chuẩn đầu 12. Thì các xe thường là anh em hình thấy á, là bên mình làm nồi. Thì làm nồi thì mỗi khi làm nồi anh em là phải gỡ cái gác chân ra. Đó, gỡ cái gác chân và gỡ cái bô ra thì mới làm được nồi cho anh em. Thì mình thấy rất là nhiều cái xe ha, kể cả xe kiểng luôn thì cũng bị cái tình trạng là con ốc này bị lô này. Ví dụ trong xe có 4 con thì có hết hai con là lô 13, một con là 14, một con hai con còn lại là 12. Thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là không có đẹp ha, xe nó không có đồng bộ. Xe mình nó vẫn còn ốc lô thì nó không có đẹp hoàn chỉnh được. Thì đấy, những anh em nào mà chúng ta muốn cái sự hoàn chỉnh thì anh em có thể ta mua về, chúng ta gắn cho xe mình nha. Giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, chỉ có 50 ngàn cho một bộ 4 con ốc nha, và 4 lồng đèn dính chặt trong ốc luôn. Thì anh em về chúng ta sử dụng nha. Ốc này đầu ốc đầu không chuẩn Honda này. Đó, rất là đẹp nha. Thì xi 7 màu luôn, rất là thẩm mỹ, rất là tuyệt vời. Cái này thì các anh em thợ chúng ta có thể mua về chúng ta gắn cho khách cũng được, và các anh em nào đang dân chơi chúng ta muốn dọn xe thì anh em có thể mua về để chúng ta gắn cho xe mình thì rất là ok. Thì giá của nó là 50 ngàn cho một bộ 4 con nha. Thì anh em nào có mua số lượng thì có thể liên hệ với mình nha, mình có số lượng cho anh em luôn. Đấy, giá cả thì rất là hợp lý. Anh em có nhu cầu có thể liên hệ với shop mình nha, số điện thoại là 0915 434 913 nha. Đó, còn về phần ren ốc đây, ren ốc này thì đúng ren ốc xịn cho nên rất là sâu nha, và ở dưới này nó xi 7 màu luôn, xi xanh nha, rất là đẹp. Đó, rất là tuyệt vời nha. Về chất ốc thì khỏi phải nghĩ rồi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với shop mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều và hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Rồi, chào anh em nha. Đây là cái Facebook chính của shop phụ tùng Honda đã xe nha anh em. Đó, anh em coi kỹ cái số lượt like nha, 28.000 lượt. Và đây là cái Facebook giả mạo nha anh em. Đó. Thì anh em tìm bằng cách rất là dễ ha, anh em ấn vô phụ tùng đã xe là nó sẽ ra nha. Đó, đây là một trang cá nhân nha. Đó. Thì anh em sẽ report nó bằng cách là anh em ấn vô ha. Anh em sẽ ấn vô cái ba chấm ở kế bên nha. Đó, có cái ba chấm, anh em ấn vô. Rồi sau đó anh em ấn chỗ báo cáo trang cá nhân nha anh em. Rồi, báo cáo trang cá nhân xong anh em ấn giùm mình tài khoản giả mạo nha. Đó, và anh em ấn ok giúp mình nha.